Trước khi làm lễ, đề nghị các đồng chí chỉnh đốn lại trang phục. Xin phép các đồng chí chúng ta làm nghi lễ dâng hương. Trân trọng kính mời đồng chí Đào Văn Thu lên dâng hương. Kính thưa anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hôm nay ngày 23 tháng 10 năm 2016, tức ngày 23 tháng 9 năm Bính Thân, Trung đoàn 174 cao Bắc Lạng tới quy tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó long trọng tổ chức dâng hoa dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ trung trọng sinh nhật 33 có đồng chí Đào Văn Thu làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí trong đoàn Trung đoàn 174 cao Bắc Lạng cùng đi. Kính thưa bác, đoàn đại biểu xin bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao trời biển của người, vị lãnh đạo tinh thần của Đảng, của nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người đã cống hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại, người đã lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi bão tố thăng gành, cập bến quang vinh, đưa non sông thu về bờ muốn đất nước thanh bình, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với bao công lao to lớn, Bác Hồ được thế giới tôn vinh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất và chính người đã làm rạng rỡ non sông đất nước ta. Bác Hồ đã đi xa, nhưng người luôn sống mãi với nhân dân Việt Nam. Tư tưởng của người luôn soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, thực hiện những lời căn dặn và di huấn thiêng liêng của người. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nhân dân ta đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều thắng lợi, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn. Kính thưa bác, trong giờ phút thiêng liêng này, chúng cháu càng thêm nhớ bác, biết ơn, kính trọng, tự hào về bác. Chúng cháu nguyện mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của người, kính mong người phù hộ độ trì cho đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc. Để tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các hùng liệt sĩ đã hy sinh độc lập tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân, xin trân trọng kính mời các đồng chí dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu.